ngày nào em cũng rất bận. Gương mặt bừng sáng của Ngọc Huyền dễ dàng thu hút các ống kính máy ảnh. Chẳng thế mà cứ hễ xuất hiện, những bức ảnh và clip của cô nàng lại được dân mạng tích cực chia sẻ. Cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện tại kiêm nhiều công việc như đi dạy thêm, quay phim, clip di răng và làm mẫu ảnh. Làn da trắng, đường nét khuôn mặt dễ thương giúp Ngọc Huyền nhanh chóng gây ấn tượng với người đối diện. Còn khá trẻ nhưng mỗi tháng chính đã có thu nhập vào khoảng 20-30 triệu đồng mỗi tháng. Ngọc Huyền tự nhận tiền cũng là động lực quan trọng để cô tham công tiếc việc. Ngày nào em cũng rất bận, hôm đi quay, hôm đi chụp, có những ngày vừa đi chụp vừa đi quay nên vừa kết thúc chỗ này là lại tất tả chạy sang chỗ khác. Em cũng tự thấy bản thân hơi tham việc nên có những hôm 3 tháng 4 giờ sáng mới về đến nhà. Sáng hôm sau 6-7 giờ đã phải đi nên lại tiếp tục buồn quay. Việc đi lại, em tự chủ động hết. Bản thân em đang cố gắng điều chỉnh để dung hòa và cân bằng hơn. Thu nhập hiện tại của em là khoảng 20-30 triệu tháng. Tiền cũng là động lực nhưng động lực lớn nhất của em đến từ niềm vui mà công việc mang tới. Thực ra em khá yêu thích công việc hiện tại nên không có áp lực gì nhiều. Nếu có mệt mỏi cũng chỉ là do quá sức thôi. Cô gái may mắn được gia đình ủng hộ và thường xuyên động viên, khích lệ. Bố mẹ Ngọc Huyền thậm chí còn fan ruột của con gái và thường xuyên xem các sản phẩm để nhận xét và góp ý. Mặc dù công việc làm mẫu ảnh, diễn viên clip di răng đang trên đà phát triển nhưng chính lại tiết lộ chỉ coi đây là sân chơi để thử sức. Đối với em, công việc quay phim, chụp ảnh hiện tại, em nghĩ đây chỉ là sân chơi để thử sức cho tuổi trẻ bớt nhàm chán thôi. Còn sau này, em vẫn muốn tiếp tục với công việc mình mơ ước từ nhỏ là làm giáo viên. Em muốn dạy kỹ năng sống. Cô nàng tốt nghiệp khoa tâm lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em bị gục ngã trước những bạn trai dịu dàng và chu đáo. Cô nàng xinh xắn thừa nhận được mọi người biết tới ở mức vừa phải và dễ chịu nên khá vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tự nhận xét về bản thân, Ngọc Huyền tự nhận xét người hòa đồng và lạc quan, khá giống với ấn tượng về vẻ bề ngoài. Chính cũng chia sẻ vì tróc làm người được biết đến nên cô bạn cũng phải chăm chỉ giữ hình tượng. Facebook của em cũng có nhiều lượt theo dõi, em lại học trường sư phạm nữa nên việc giữ hình ảnh hay lời ăn tiếng nói luôn được em cẩn trọng. Kể cả đi ra ngoài cùng vậy, em không dám để bản thân lôi thôi, luộm thuộm. Ngọc Huyền thích mũi nhất trên gương mặt. Cho đến thời điểm hiện tại, Ngọc Huyền vẫn trung thành với phong cách dễ thương. Hình ảnh em theo đuổi là hiền lành, trong sáng vì em nghĩ nó khá phù hợp với bản thân. Dù xinh đẹp, tài năng, Ngọc Huyền vẫn là dân pha chính hiệu. Em vẫn hơi toàn tập. Có lẽ là do em hơi khó tính. Em cảm thấy chưa thực sự có người nào phù hợp khiến mình muốn bước vào một mối quan hệ mới. Nói về mẫu bạn trai lý tưởng thì em bị gục ngã trước những chàng trai dịu dàng, biết quan tâm và chu đáo. Một số hình ảnh đáng yêu khác của Hoa Diệp.